Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là đúng 2 tuần mình nghỉ, mình không có đi làm tại vì người ta ra lệnh là đóng cửa. Nên mình đã nghỉ ở nhà được 2 tuần nay. Cái hôm bữa cách đây 2 tuần là cái ngày mà mình nghỉ á, là sau khi đi làm ra là mình có ghé chợ mình mua đồ ăn. Là mình bữa đó mình mua nhiều lắm. Nhưng mà ăn 2 tuần qua hết rồi nên hồi sáng mình đi chợ tiếp. Và hồi sáng là mình coi ở trên cái website của cái chợ xem mấy giờ người ta mở cửa thì mình đi sớm lắm. Cái chợ đó là chợ Winkle, ở đó là nó bán đầy đủ các loại thức ăn, rau củ quả nên mình đi chợ đó. Mọi khi cái chợ đó là người ta mở cửa 24/24, tức là người ta mở cửa sáng đêm suốt ngày vậy đó. Nhưng mà tại vì bữa nay dịch bệnh nên người ta mở cửa từ 7 giờ cho tới 10 giờ đêm là người ta đóng. Xong hồi sáng mới có 6 giờ rưỡi là mình từ nhà mình đi rồi. Và mình tới đó là 15 phút, là mình tới sớm 15 phút, là mình đứng mình xếp hàng 15 phút sau là cái cửa cái chợ nó mở cửa, cái là mình vô. Mình tưởng đâu là mình đi sớm, tại vì mình đi trước tới 15 phút lận mà, mình tưởng là mình đi sớm, ai ngờ đâu mình vô là mình thấy đã có nhiều người đứng trước đợi rồi, người ta đứng xếp hàng. Mà hôm nay sau 2 tuần mình ra khỏi nhà mình đi chợ là mình thấy cái chợ nó khác với hồi trước, chứ nó không có giống như trước. Là hồi trước là muốn vô ra thoải mái, nhưng mà sáng nay mình đi á, mình thấy người ta có vẽ những cái vạch và cách giữa cái vạch này đến cái vạch kia, tức là khi mà mỗi người đứng trên cái vạch đó và cái vạch này cách cái vạch kia mình nghĩ chắc khoảng 1,5 m. Và đi sớm như vậy mà có chắc cũng phải 20 mấy người khách đứng xếp hàng để vô chợ. Mình nghĩ là mình đi sớm để mình vô sớm để ít người á, khỏi va chạm gặp nhiều người á, thì đỡ hạn chế gặp nhiều người thì nó tốt hơn. Nhưng mà ai ngờ đâu tới hả, cũng đông quá trời luôn. Xong rồi mình vô trong đó thì khi mà mình vô mình mua, mình thấy hàng đồ ăn thức uống đầy đủ, không thiếu gì hết, vẫn còn nhiều lắm, nó đầy đủ luôn giống như ngày thường. Nhưng mà chỉ có riêng gạo, nước và giấy vệ sinh, giấy toilet, giấy lau chùi là hết sạch luôn. Là mình thấy ba cái mặt hàng đó là hết á. Còn những cái rau củ quả, thịt cá rồi sữa rồi đầy đủ giống như ngày thường. Thì lúc mà ra tính tiền thì mình thấy cái chỗ mà tính tiền thường là người ta đứng xếp hàng để người ta chờ tới lượt tính tiền đó, thì mình thấy người ta cũng để những cái vạch, mà những cái vạch đó cách nhau khoảng 1,5 m, giống như cái lúc ở ngoài cửa đó, thì nó khác cái đó. Xong rồi có một lúc mà mình vô thì mình phải dùng cái xe đẩy để mà mình đẩy. Cái nhân viên người ta đứng, người ta lấy cái sát khuẩn á, người ta xịt vô trong những cái xe đẩy á, những cái tay cầm của xe đẩy để mà mình đẩy mình đựng đồ đó. Thì vô ở đây hiện tại bây giờ là chỉ còn những cái chợ người ta mở cửa thôi để phục vụ thức ăn thức uống cho người dân, còn lại là mình thấy hầu như là đóng cửa hết. Khoảng 80-90% là người ta đóng cửa, còn cỡ một vài cái doanh nghiệp chợ búa thì người ta mới mở thôi. Còn trung tâm mua sắm cũng đóng, các cái nhà hàng quán ăn cũng đóng, tiệm nail, tiệm tóc, tiệm spa hay là quán bar hay là casino hầu như là người ta đóng hết. Và bây giờ cái số ca nhiễm ở Mỹ nó tăng lên rất là nhanh luôn. Nói chung là cần lắm thì mới đi ra ngoài, chứ bình thường rất là hầu như là không có ra ngoài luôn. Mình rất là sợ, mình rất là lo, nên chỉ khi nào thiếu thức ăn mình mới đi ra chợ thôi, mình mới đi ra ngoài thôi, bình thường không có dám ra luôn. Và hồi sáng mình đi mình mua nhiều đồ lắm, mà mình nghĩ nhiều đồ đó ăn chắc khoảng hai tuần là hết rồi, chứ có những cái thức ăn đâu có thể để lâu được, giống như thịt cá thì mình có thể để tủ đông, chứ còn rau rồi mình đâu có thể để lâu được đâu. Nên với lại những cái thức ăn mà cần phải để trong tủ lạnh á, mình mua nhiều quá mình đâu có để hết trong cái tủ lạnh được, nên nó không có chỗ chứa. Những cái đồ khô thì mình có thể để lâu được, nhưng mà những cái đồ mà cần phải bỏ trong tủ lạnh thì không có thể để lâu được. Nên thành ra chắc khoảng 2-3 tuần mình cũng phải đi chợ một lần.
Sáng mình có mua trái cây à, mà mọi khi á, các bạn biết không, ở Mỹ á, người ta trái cây nó an toàn lắm. Mình mua về mình chỉ rửa nước nước thôi, nước lạnh thôi, mình rửa 2-3 nước đó là xong được rồi. Tại vì mà khi mà người ta bơm thuốc á, không phải là người ta bơm thuốc mà gọi là người ta xịt thuốc á, thì người ta không có thu hoạch liền, mà người ta để trong vòng 5 ngày 7 ngày người ta mới thu hoạch, để mục đích là để cho cái thuốc đó nó tan đi, để cho khi mà người ta người ăn vào nó không có ảnh hưởng, cái thuốc đó nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người ăn, người sử dụng. Nên thành ra đồ ăn, những cái loại rau củ quả trái cây ở Mỹ nó an toàn vậy, nên mình mua về là mình chỉ rửa nước mà ăn thôi. Còn bây giờ dịch bệnh đó, mình rất là sợ luôn, nên mình mua về cái mình rửa nước muối, toàn bộ là mình rửa nước muối hết. Mình nghĩ không có cái gì 100% đâu, nhưng mà nó an toàn được nhiêu thì được, nó đỡ được bao nhiêu được. Nên mình mua chuối, mình mua bơ, mình mua apple, mình mua, nói chung là mình rửa nước muối hết. Và hồi sáng á, mình có mua apple, cái mình về mình cũng rửa nước muối, và mình mới mình đang mình để cho nó khô, nó ráo rồi mình cất cái tủ lạnh. Mọi khi mình để bên ngoài, nhưng mà bữa nay mình để tủ lạnh nó giữ được lâu hơn. Và mình mua chuối nữa, chuối nè mình cũng rửa luôn, rửa nước muối luôn, xong rồi để tủ lạnh. Rồi bây giờ mình rửa xà lách với xíu, bây giờ là chuẩn bị tới tới giờ ăn tối rồi. Mình rửa xà lách, mình rửa cà chua để mình ăn tối. Mấy cái này thường mình không có rửa nước muối đâu, mình rửa nước lạnh thôi, nhưng mà bữa nay mình cũng phải rửa nước muối hết cho nó an toàn, nó đỡ được phần nào thôi, chứ cũng không có vài 100% là diệt khuẩn hết đâu. Tại vì các bạn biết không, khi mà cái con virus corona, khi mà người ta đi chợ, các bạn biết không, khi mà người ta đi chợ, lỡ như cái người mà người ta bị, người ta cầm vào cái đồ, những cái thức ăn đó đó, nó cũng người ta cầm vào những cái mấy cái này nè, nó cũng dính vậy, nó cũng lây là vậy. Cái tay người ta dính có cái con vi khuẩn đó, người ta đụng chạm vào những cái trái cây đó, xong rồi khi mà mình nó cũng cái con vi khuẩn nó cũng vẫn còn nằm trên cái đó, mà khi mà mình cầm lên thì nó cũng dính vô tay mình, nó rất là nguy hiểm, mình sợ lắm. Bây giờ mình sẽ đi lại mình lấy muối, mình bỏ vô mình ngâm ngâm một hồi rồi mình vớt ra ăn. Rồi bây giờ là cái gì cũng sợ hết, rất là sợ luôn. Chỉ có ở yên trong nhà thì mới hơi mới đỡ lo thôi, nhưng mà đâu có phải đi chợ mua đồ ăn, đâu có thể nào mà ở yên trong nhà 100% được, đi ra ngoài về là sợ lắm. Các bạn biết không, hôm mấy bữa trước á, cái này là cà rốt mà người ta để trong bịch nè, cà rốt nhỏ, cà rốt loại này nè các bạn, ăn nó ngọt, mình thích lắm, ăn nó ngọt, mình ăn sống luôn, nhỏ xíu mà như cái ngón tay của mình vậy á, nhỏ xíu thôi. Cái này mình mua bữa 2 tuần trước mà ăn còn nè, cái màu nó không có còn tươi nữa, nó bớt cái tươi. Hôm bữa mình mua 2 tuần trước nó còn tươi ngon lắm. Các bạn biết không, hôm bữa mình có coi ở trên clip ở trên mạng á, mình thấy ở bên Cali có cái ông Mỹ kia, ông đăng lên, ông nói tiếng Anh nha, ông nói là có một người phụ nữ đi tới bà đi vòng vòng ở trên cái xóm cái khu đó đó, mà bà phun nước miếng vô trong cái cửa nhà của người ta, thì có một số nhà người ta có đặt cái camera trước cửa, khi người ta kiểm tra lại, người ta thấy cái bà già đó đó, bà đi vòng vòng nguyên cái xóm đó, bà phun nước miếng trên cái tay cầm của cái cửa đi ra đi vô trước nhà đó. Mà các bạn biết gì không, cái bà đó người ta quay lại camera, người ta thấy cái bà đó là đầu đen, tức là châu Á đó các bạn. Mà các bạn biết không, mình á,
thì mình cái này mình nói theo theo ý mình thôi nha, chứ mình không có chắc chắn. Thì chị mình nghĩ chắc có người Tàu quá à. Có thấy mấy cái hình ảnh cũng phun nước miếng ở ở bên Trung Quốc á, thì mình nghĩ đó chắc là người Tàu quá à. Là Tây á, nó đâu có biết ai là Việt Nam, ai là Trung Quốc, ai là Thái Lan đâu, ai là Philippines đâu. Cứ nó thấy đầu đen là nó sợ rồi. Bởi vậy mình đi ra đường, mình đi chợ, mình là đầu đen nè, mình thấy mình cũng sợ lắm mấy bạn. Mình sợ người ta nhìn mình với ánh mắt á hả, không có được tốt đẹp vậy hả. Anh những cái người mà xấu tính á, những người ích kỷ á, người ta làm ảnh hưởng đến những người khác quá trời luôn. Bây giờ mình ngâm cho nó chút xíu đi, xíu mình vớt đi. À, tôi hôm nay ăn cơm cũng ngán rồi nên tối nay mình làm steak, mình ăn thịt bò á, ăn với mấy cái rau này. Giờ có còn rau gì ăn rau đó thôi, chứ mình không có ăn đầy đủ rau giống như ngày thường được. Mình ngâm cái này chút xíu đi, xong rồi mình vớt ra mình ăn. Giờ mình ngâm đi, xong rồi xíu nữa cái mình vớt ra rồi ăn. Bây giờ mình lấy thịt bò. Hồi sáng mình có mua cái thịt bò, bây giờ mình lấy ra. Hồi sáng mình có ướp, mình để trong này nè. Hôm bữa mình có làm steak một lần rồi mà mình để cái miếng nó dày quá, xong rồi mình chiên lên ở ở ngoài nó chín, mà ở bên trong ở giữa nó chưa có chín nữa, nên bữa nay cái mình sắc mỏng ra, mình chẻ đôi cho nó mỏng ra rồi cho nó dễ chín. Các bạn biết không, mình có mua một cái này nữa nè. Cái này là cái khoai lang tây người ta quệt sẵn cho nó nhuyễn rồi. Bây giờ về mình hâm lên thôi, mình hâm lên cho nó chín rồi ăn, hâm lên cho nó nóng lại rồi ăn. Không biết cái này nó ngon không nữa, nhưng mà hồi trước á mình đi tới cái nhà hàng của Mỹ á, ăn cái món này nó ngon cực kỳ luôn. Biết cái này ngon không nữa. Cái hộp mà khoai lang tây xoay nhuyễn mà người ta đã làm sẵn cho mình hết rồi, người ta đã nêm nếm gia vị hết luôn rồi. Bây giờ mình chỉ về nhà mình lấy ra, mình hâm nóng thôi. Nhưng mà tại vì mình sợ nó bị mình thấy nó đặc á, cái mình thêm một miếng rượu mà mình chế vô một ít sữa tươi để cho nó lỏng ra nha, nhưng mà nó lại béo nữa. Chứ nếu như mà mình chế nước lạnh thì nó không có béo, nên mình chế sữa tươi cho nó béo. Rồi cái này giờ mình để cho nó nóng thôi, nóng một xíu nữa mình ăn. Cái này người ta xay nhuyễn rồi, người ta có gia vị sẵn hết rồi, mình thấy ngon lắm. Nhưng mà mình thấy nó chưa có ngon bằng cái chợ, không phải cái chợ mà là cái nhà hàng của Mỹ ở trong casino. Mình vô trong đó mình ăn thịt bò với là ăn cái đó, trời ngon cực kỳ luôn. Bây giờ thái xin bỏ cái này vô cái thực phẩm cái kiểu con. Mình có một ít nấm, bây giờ mình xào lên, mình xào nấm lên ăn chung với cái đó. Mình chén xíu dầu thôi, tại vì mình không có ăn nhiều dầu. Giờ ăn nhiều dầu mình thấy không có tốt, nên thành ra mình chế có xíu dầu à. Không sao đâu, that's okay. Mình bỏ có chút xíu siêu dầu luôn á các bạn. Thẳng. Nhưng mà tại vì
thường nhà mình thấy nhiều dầu nó ngon, ăn nó ngon, nhưng mà tại vì nhiều dầu ăn nó không có tốt, thành ra mình không có dám bỏ nhiều dầu, mình bỏ có chút xíu dầu thôi. Bây giờ cái chảo nó nóng rồi, cái mình bỏ mấy cái này vô, bỏ chút hành vô cho nó thơm. Rồi sau một hồi mình xào 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 là cái nấm này nó chín rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chiên thịt bò để cho chảo này nó nóng lên, xong mình chiên cho nó nha, cho thịt bò nó không có bị dai. Cái này xíu nữa mình hãy xin xíu nữa con, với em ăn ăn cái mì xèo này nha. Dạ. Cái bếp bên này nó hư sao ta, hồi nó mới lên lửa. Mày lấy cái dầu mà chéo vô xào thịt bò, phải nhiều nhiều dầu chút xíu không nó cháy. Cái gì hả? Mày tắt này nữa. Rút kinh nghiệm hôm bữa dày cái miếng thịt bò dày dữ quá, cái nó chưa có chín bên trong, nó ngoài nó chín thì còn ngon, bỏ bên trong nó còn đỏ. Bên này cái mình cắt nó hả, mỏng dánh rồi, mình gánh như thế này mình cho nó chín. Mỏng quá ăn nó không có ngon, mỏng quá nó sẽ không có ăn ngon, nhưng mà nó bảo đảm là nó chín. Dạ dạ má, nó lại nó trộn giùm con cho con xin với em đi nha. Wow, được con coi đi. Thường mình ăn steak á, nó phải dày dày một chút á, cái miếng thịt bò nó dày dày một chút nó mới ngon. Nhưng mỏng quá nó cũng không có còn, nó không có ngọt nữa, nó cái miếng thịt nó không còn đậm đà. Mà cái này là steak mà dày là hơi mỏng á, nhưng mà thôi kệ, cho nó bảo đảm nó chín. Con xào xong rồi, hồi trưa nhà mình ăn cái loại cái mì xào này nè, mình làm một nồi luôn ăn trưa. Mà giờ còn hai cho thay xin với anh Điện nữa ăn. Tắt bếp đi. Được chưa ta? Được rồi. Hả? Chín rồi. Rồi. Dạ. Có bà nội thay sinh á, má chồng của mình á, làm cái món này ngon cực kỳ luôn. Còn mình thì mình làm ăn đại khái trong nhà thôi chứ không có ngon được, không có chưa có kinh nghiệm lắm. Để ăn sống thôi, thăm microwave ăn sống. Còn má chồng của mình làm nấu ăn rất là ngon, rất là giỏi luôn. Rồi, bây giờ mình gấp ra dĩa. Cái người về đó, nó bị nhét đó. Thank you.
Rồi mình đã xong, bây giờ chuẩn bị ăn tối. Ok, bây giờ cả nhà mình ăn chứ đói bụng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Ok, bye.